Trong khi đó, Israel vẫn quyết tâm sẽ tiến hành tấn công quân sự thành phố Rafah ở dải Gaza, bất chấp việc có hay không có sự hỗ trợ của Mỹ. Và trong tuyên bố mới nhất, thì Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rõ chiến dịch quân sự này nhằm đánh bại lực lượng Hamas. Nhà lãnh đạo Israel đưa ra tuyên bố trên sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại Tel Aviv vào ngày hôm qua. Ông nói rõ cá nhân ông cảm ơn sự giúp đỡ của Mỹ trong cuộc chiến chống Hamas, nhưng lần này Israel sẽ tiến hành cuộc tấn công trên bộ vào Rafah, dù Washington đã nhiều lần phản đối. Và theo giải thích của Thủ tướng Netanyahu, Israel không còn cách nào khác để đánh bại các tay súng Hamas nếu không tấn công thành phố Rafah, nơi đang có hơn một nửa dân số Gaza tới lánh nạn kể từ khi nổ ra cuộc xung đột giữa Hamas và Israel. Tuyên bố trên của Thủ tướng Netanyahu cho thấy lập trường cứng rắn của Tel Aviv trong cuộc chiến chống Hamas hiện nay, bất chấp các cuộc đàm phán ngừng bắn đang diễn ra và nỗ lực của cộng đồng quốc tế, trong đó có Mỹ, trong việc thúc đẩy một lệnh ngừng bắn.